Thiếu nhi giáo xứ An Khoái vui hội chợ hè 2022, vui hè cùng Giê-xu. Như một phần thưởng tổng kết chiến dịch hè và là một món quà động viên dành tặng cho tất cả các em thiếu nhi, hai giáo xứ An Khoái và Văn Quán trước khi các em bước vào năm học mới. Chương trình vui hội chợ hè đã được tổ chức vào chiều thứ Bảy, ngày 13 tháng 8 tại khuôn viên giáo xứ An Khoái với sự tham dự của hơn 200 em thiếu nhi. Đúng 15 giờ chiều, khi các em thiếu nhi đã quy tụ đông đảo, thầy sứ cùng các anh chị huynh trưởng đã khai mạc chương trình cho các em bằng các cử điệu đầy sôi động để xua tan đi cái nắng cuối hè. Khi đã hòa chung một tinh thần hăng hái, 200 em thiếu nhi được ban tổ chức chia thành 7 đội và bắt đầu phần phá băng nhập trại. Trong hơn 2 giờ đồng hồ, 7 đội chơi đã thi đua bằng các trò chơi tập thể nhằm rèn luyện tinh thần đồng đội, tương thân tương ái, cũng như gia tăng sức khỏe vận động và sự khéo léo, sáng tạo. Phần trò chơi buổi chiều kết thúc, các em cũng đã thấm mệt. Vào lúc 18:30, các em trong trang phục chỉnh tề xếp hàng ngay ngắn trước sân hội chợ để tham dự nghi thức chào cờ và lắng nghe câu chuyện dưới cờ. Sau đó, các em lần lượt di chuyển vào trong nhà thờ để tham dự thánh lễ do cha Gioan Phạm Văn Đát chủ tế. Chia sẻ với các em trong thánh lễ, cha Gioan đã cùng các em khám phá thông điệp bình an mà Chúa Giê-xu đã đem đến thế gian, một sự bình an không như tưởng tượng của thế gian. Cha Gioan cũng thay lời cho cha xứ Giuse vì lý do sức khỏe nên cha không thể hiện diện cách trực tiếp trong ngày hội chợ, nhưng suốt những ngày qua, cha cùng các thầy, các sơ và ban giáo lý đã lo lắng mọi công việc để các em có được ngày vui hội chợ hôm nay. Sau thánh lễ, cha Gioan đã khai mạc đêm hội chợ, đồng thời cùng các đại diện giáo xứ bốc những vé số may mắn trong chương trình quay sổ số của hội chợ. Rất nhiều món quà giá trị và hữu dụng lần lượt được trao cho các người chơi may mắn. Cũng trong lúc này, gần 20 gian hàng của hội chợ đồng loạt được mở cửa đón tiếp các em thiếu nhi đến chơi các trò chơi hay mua sắm ẩm thực, đồ dùng học tập bằng chính những lá phiếu là sự ghi nhận qua việc siêng năng chăm chỉ đi lễ, đi viếng hay học giáo lý của các em trong suốt chiến dịch hè vừa qua. Bầu khí của các gian hàng, các trò chơi càng về tối càng sôi động với nhiều món quà hấp dẫn đã thu hút các em thiếu nhi lẫn các bậc phụ huynh. Và cho đến 22 giờ, ban tổ chức đã phải cho xả tất cả các gian hàng cho các người chơi may mắn còn lại. Cầu chúc cho các em thiếu nhi hai giáo xứ An Khoái và Văn Quán sẽ bước vào năm học mới với nhiều thành công, ngày càng thêm khôn ngoan, khôn lớn khi đã nhận được một món quà động viên thật to lớn và ý nghĩa từ cha xứ và giáo xứ.